Có hai loại cây ở trong vườn của mình đó cả nhà. Có hai loại cây không có trồng mà nó tốt mịt luôn nha. Đó là cái cây diệp Hà Châu nè, anh vô anh ấy uống mát gan mà mình chưa uống bao giờ, anh nấu anh uống cả nhà. Anh phơi khô nấu trà anh uống. Nè nó ra trái ra hột quá trời ha. Bởi nó nhân giống rất là nhanh. Đây là cây diệp Hà Châu, còn gọi là cây me đất. Nó không phải me ngọt mà mình trồng nha cả nhà. Cây me ngọt nhà mình trồng hôm nay nó cao lên. Đó mình trồng bonsai, còn cái này là cây me đất nha. Mình nhổ luôn, mình lấy luôn cả rễ luôn cả nhà. Mình phơi khô. Cái thế là mình nấu nước mình uống, mát gan, giải độc gan. Cây diệp Hạ Châu. Cây này uống về gan. Một loại cây thứ hai nó đó là cây mần ri cả nhà ơi, cây mần ri nó cũng trị gan nữa. Ở vườn của mình hai loại cây này xanh tốt quá. Nó biết gan mình yếu hay sao, gan yếu là mình ăn đồ chiên xào rồi nó gà rán rồi mình ăn nó không tiêu cả nhà. Mình nhớ có lần mình ăn cơm mà có cái đùi gà rán, trời ơi mình khó thở dễ sợ luôn. Thì đó đi đúng cúng đám, cúng đám tang về ăn gà rán, trời đất ơi thở không có nổi luôn. Còn đây không biết vườn mình có cái cây gì ngộ cả nha, rồi cây táo cây đào gì không biết hôm nay nó mọc rồi nè, gieo lên đó. Rồi bên đây có mấy cây con nữa nè, mấy cây con nó mọc lên nữa nha. Đây 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 đây, đây. Nhìn mấy mầm non mọc lên thấy khoái ha, mấy cái mầm non mọc ở trong thấy đã ghê. Mình nhổ hết cỏ, còn mấy cái cây này mình để nó sống cả nhà ơi, nhìn nó non mơn mởn thấy thích không, non mơn mởn thích không cả nhà. Trời ơi nó có mầm nè, nó có mầm, nó có nụ nè, nhìn cưng ngắm hoa từ nụ nha cả nhà, ngắm mấy cái nụ mê lắm luôn. Đây cả nhà ơi nó vươn lên, nó lên nụ thôi mình cưng xỉu luôn á, nhìn mấy hồi nụ này mình mê lắm luôn. Nó chui chui ra, nụ nó chui chui ra cả nhà ơi, nụ nó chui 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 ra. Còn mình quên khoe với cả nhà, mình có cái cây hồng bạch hoa anh vui mới chiết lên nè. Mình vô mình ngắt hoa mình dưỡng cành nó chứ, mình tính đi xuống rồi xong mình nhớ lại, ủa cái cây này mới chiết phải ngắt hoa dưỡng cành nha cả nhà. Cái hồng bạch hoa nè, nó là kế cái canh long nhanh vui. Mấy cái cây mới chiết là mình phải ngắt hoa hết cả nhà ơi. Tổ ong của mình nó di dời rồi, nó không có ở nữa. Anh vui anh lấy tổ của nó biết nha, nó khôn lắm luôn á. Mấy cái hoa thơm nè, thôi mình cắt xuống mình ngắt hết. Tại vì tổ ong nó đi rồi cả nhà ơi. Lát mình cũng cắt mấy cây hoa hồng ngoài đó luôn. Cái lần cắt mấy cái bông hoa trong đây luôn. Ở đây nó ra hai chùm nụ nè, đã cả nhà. Mình ngắm cái nụ hơi đã ghê luôn. Đây một chùm, đây một chùm. Hai chùm nụ. Nụ hồng. Thấy qua nhà, thấy chùm nụ. Mỗi chùm thấy 5 6 nụ ha, đã quá. Đây cũng có nụ nữa nè. Trời nắng nóng lắm nha cả nhà, cái vàng của này năng lượng mặt trời nóng lắm á. Mà bên kia cái cây ăn tốt dễ sợ, mấy cái cây cây bàn cây gì nó tốt lắm. Ủa phải, cây đó gọi là cây gì, lâm vồ, cái lâm vồ cây đa. Còn cái hồng màu vàng của mình nó bị rầy hay sao cả nhà ơi, nó lên nụ vậy chứ mà nó nở hoa không nổi nha. Đem ra nắng thử coi nó nở hoa không nha. Đó, còn cây hồng trứng cam nay cũng ra nụ rồi cả nhà ơi. Hồng trứng cam. Trời ơi, cái hồng này nó thơm lắm luôn nha.
Cái hồng này là hồng cổ Sơn La, thơm quá. Hái rồi cầm trên tay nó vẫn hơi thơm nha. Cái bông nó xa quá hái không tới. Mấy bông xa đó cắt cho nó rớt xuống chứ hái không tới cả nhà. Cho vô mới được, thiếu ẩm, nó cần phải ẩm ướt nha cả nhà, nó cần phải ẩm ướt để nó có hoa, có bông, có rễ. Khô quá nó cháy hết. Ở đây có mấy loài hoa nữ mới lên cả nhà, mấy loài hoa mới lên nụ ha. Ba cái loài hoa, nhìn kỹ mới thấy mấy cái loài nụ. Nụ mình phải nhìn kỹ mình mới thấy cái nhà đây nữa nè. Rồi nụ thấy không? Rồi mình ngắm hoa, mình ngắm từ nụ vậy nó mới đã cả nhà. Còn nó nở ra thì thôi nó thơm không muốn xuống luôn cả nhà ơi. Vườn lan của mình đứng đây nó thơm quá, không muốn xuống. Không muốn xuống luôn. Chỉ có mấy em lan hài làm vỡ dưới đất thôi nha cả nhà. Cái này là cái treo cao chứ không thôi mẹ em bị thối nhũ. Nó cao lên là quá trời bông. Vô đây là thấy bông không. Thấy bông không cả nhà ơi. Cháy lá là cháy không sao nha, vẫn ra hoa. Đừng thấy mẹ em cháy lá mà bứt hết hoa nha. Trời ơi, thơm quá trời thơm. Chỉ cần ba cái bông cổ Sơn La thôi cả nhà, thơm nức lỗ mũi luôn. Rồi kết hợp với lại cây táo Mỹ, với lại cây gì bà liễu, với lại cây bensuda. Trời ơi nó thơm ngào ngạt. Mình đi xuống mình phơi nắng nãy giờ đủ rồi cả nhà ơi, phơi nữa một lát mình xuống mình xỉu á. Trời ơi con bé dưới này nó cứ để cửa đập rầm rầm hoài trời. Bye cả nhà, chúc vui khỏe hạnh phúc bình an. Mình xuống mình nhắc nó tấn cửa mới được, đập hoài rém nó rem tường hết cả nhà ơi. Chim thì cho ăn đủ loại nha cả nhà, ăn bắp, ăn lúa, ăn gạo. Còn mấy cái mồng tơi này thì cho mấy em dài hộp để mấy em ăn cho vui thôi, chứ còn không phải là cho ăn này là chính nha cả nhà. Cái này giống như ăn rau á, mồng tơi này giống như ăn rau nha, cho chim nó ăn giống như ăn rau thôi, bổ sung vitamin và khoáng chất. Ngắm một chiếc vị xét bay nó cả nhà. Mưa nó vừa đủ à, có lũ lụt đồ sướng. Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu cả nhà ơi. Mấy em này mưa quá nay sắp tàn luôn à, tàn ra bông mới. Trời ơi nụ nữa nè cả nhà, thấy chưa, mình nói là anh ba xưa rồi nó ra nụ dữ lắm, nó chưa tàn bông kia nó ra hai vòi nụ mới. Nó khoa dữ cành, cái này nó cũng sắp tàn á, ngắt hết cả nhà. Cây hồng nó phát triển, mình nói mình xuống mà mình còn mê ha. Còn mê mấy em hồng này mình chưa tỉa nè, mình tỉa hết. Còn đây là bạch trầm hương, nãy giờ mình quên quay bạch trầm hương cho cả nhà xem. Bạch trầm hương nó xuyên hoa lắm, nó thơm lừng luôn á, mấy em ong bu nó dữ lắm. Mà động ổ rồi mấy em đi luôn rồi.
Bữa ảnh mém trúng được 15 triệu nha cả nhà, cái xong cái đặt hình số cái ảnh lên ảnh gỡ cái tổ ong luôn. Nói ong hên hên đâu không thấy, lên gỡ tổ ong luôn. Còn cái ớt của mình, cái ớt hiểm nay nó già nó cỗi, nó thiếu rất hay sao, nó rụng hết trơn luôn. Có cây sung là tốt. Bye bye cả nhà. Chúc vui vẻ hạnh phúc bình an cả nhà ơi. Mỗi ngày là một niềm vui mới nha. Ngắm ngắm mấy cái nụ thích dễ sợ luôn. Nụ hả? Còn đây là những em sống đời của chị Mai. Chị Mai đưa mọc cả vườn luôn. Được có 2-3 cây mà giờ quá là trời luôn. Nó sinh sôi nảy nở quá. Mình có cây sâm đất nè, mình khoe với cả nhà nha. Cây sâm đất này cũng là cây trời cho nè cả nhà, hôm nay nó ra hoa nè. Đó, sâm đất dễ trồng lắm nha. Mình nghe nói cây sâm đất này là nấu canh ăn cũng tốt lắm á. Mình có không nhổ luôn. Có kệ cái gì mọc được mọc cái nha. Mình không nhổ. Ngâm chiếc máy bay nó rồi xuống. Việt Nam Airlines. Nhà mình an toàn bay nha cả nhà. Xây đúng phép, không có vượt quá cao. Rồi cũng không có vi phạm gì hết trơn. Với lại không có nằm trên đường bay, nó cách đường bay khoảng 1-2 cây số, cho nên rất là an toàn bình an cả nhà ơi. Chúc vui khỏe hạnh phúc và bình an. Bye bye.